Máy bay không người lái bổ vây thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm. Tàu chiến Nga ồ ạt à chút hỏa lực, bắn cháy USV của Ukraine. Hezbollah tiếp tục tập kích tên lửa dữ dội sang Israel. Tổng thống Nga, thế giới đa cực đã trở thành hiện thực. Pháp triển khai đến 30.000 cảnh sát khi công bố kết quả bầu cử vòng 2. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái trong đêm mùng 3 tháng 7, dạng sáng mùng 4 tháng 7 nhằm vào thủ đô Kiev và các khu vực khác của Ukraine. Cơ quan quân sự thành phố Kiev báo cáo, quân đội Nga phòng máy bay không người lái từ tỉnh Kurosk. Các máy bay tiếp cận Kiev theo từng đợt và từ nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, không máy bay nào có thể tiếp cận Kiev như hệ thống phòng không của Ukraine. Báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong hoặc thiệt hại ở thủ đô. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 21 trên tổng số 22 máy bay không người lái ở Kiev, Cheryhiv, Zhytomyr, Sumy, Donetsk, Petrovsk và Potava. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày 3 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng hải quân nước này đã đánh chặn và phá hủy hai phương tiện không người lái mặt nước được Ukraine triển khai để tấn công cảng Novorossiysk. Tuyên bố nêu rõ, các phương tiện không người lái kiểu tàu cao tốc đã bị lực lượng đồn trú tại căn cứ hải quân ở khu vực Krasnodar nằm trên bờ biển đen phá hủy. Truyền thông Nga đã công bố video ghi lại toàn cảnh hoạt động này. Video cho thấy tàu chiến dội hỏa lực ồ ạt vào các phương tiện không người lái, khiến chúng bị vô hiệu hóa và bốc cháy gây ra những vụ nổ nhỏ. Hoạt động này nhằm ngăn chúng tiếp cận hai tàu chiến Nga đang neo đậu ở cảng. Sau cuộc tấn công, giới chức địa phương đã đóng cửa khu vực lân cận để ngăn nguy cơ đối với dân thường và các cơ sở dân sự. Ông Andrei Krachenko, thị trưởng thành phố Novorossiysk, nói cuộc tập kích của USV đã khiến một căn hộ và hai cơ sở thương mại bị hư hại nhẹ, nhưng không có ai bị thương. Được biết, Novorossiysk được coi là căn cứ dự phòng của hạm đội Biển Đen của Nga. Nga tuyên bố đã tiến hành thành công cuộc tấn công tên lửa chiến thuật thứ ba nhằm vào một sân bay của Ukraine trong tuần này, phá hủy một tiêm kích MiG-29 tại Dnepropetrovsk. Cuộc tấn công mới đây được cho là đã sử dụng tên lửa Iskander, tấn công vào sân bay Doginsovo nằm cách thành phố Krivorov 10 km về phía đông. Bộ Quốc phòng Nga công bố một video ngày 4 tháng 7 cho thấy, UAV tiến hành giám sát địa điểm này, sang nhận ít nhất có 3 chiến đấu cơ đang đỗ ở đây, và sau đó một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện. Vụ nổ dữ dội được video ghi lại cho thấy, nó đã phá hủy một chiến đấu cơ, các vũ khí được đặt gần đó và một số phương tiện của các nhân viên sân bay, quân đội Nga cho hay. Cuộc tấn công trên được tiến hành ngày 3 tháng 7. Kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại khoảng 20 tàu của Nga ở mọi kích cỡ bằng cách sử dụng USV mang theo chân nổ hoàng mìn. USV cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây nối từ Nga đến Crimea. Kết quả là Nga đã phải phân tán phần lớn hạm đội biển đen của mình ra xa Sevastopol. Từ đó, Ukraine có thể khởi động lại hoạt động sản xuất trị giá hàng tỷ đô la Mỹ từ cảng chính Odessa của mình. Các tên lửa được phóng từ tàu của Nga phải di rời sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến các mục tiêu ở Ukraine, tạo thêm thời gian quan trọng cho các đơn vị phòng không Ukraine để đánh chặn chúng. USV đang cách mạng hóa chiến tranh trên biển cũng giống như UAV. Chúng tương đối rẻ và khó phát hiện cũng như ứng phó trong vòng thủ. Việc sử dụng chúng cho thấy các quốc gia nhỏ hơn, nghèo hơn có thể tiến hành cuộc chiến bất đối xứng với các lực lượng hải quân lớn hơn, mạnh hơn. Truyền tướng Ivan Lukashevich, sĩ si quan quân đội có trình độ chuyên môn về kỹ thuật và kinh nghiệm trong chiến tranh bí mật, trong cuộc phỏng vấn mới đây đã tiết lộ chi tiết về các hoạt động của Ukraine và kế hoạch phát triển USV. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đã đi đầu trong các nỗ lực hợp tác với hải quân Ukraine để phát triển USV. Gần đây hơn, cơ quan tình báo quân sự của Ukraine này cũng đã tham gia vào lĩnh vực này. Theo ông Lukashevich, do thiếu nguồn lực để xây dựng lực lượng hải quân thông thường của riêng mình, Ukraine đang tìm cách thành lập các đội gồm 10 đến 20 USV có chức năng riêng biệt. Quân đội Ukraine gần đây tiết lộ rằng họ đã lắp một bệ phóng tên lửa đa nòng vào một USV và sử dụng nó để tấn công mục tiêu trên đất liền. Việc Ukraine sử dụng USV trên biển phù hợp với cách tiếp cận rộng hơn của họ đối với cuộc chiến trước đối thủ Nga lớn hơn và giàu nguồn lực hơn nhiều. Từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, kỳ ép đã dựa vào sự nhanh nhạy và lợi thế công nghệ để làm suy yếu sức mạnh của đối phương. Ngược lại, Nga đã thích nghi để chống một số cải tiến và vũ khí tiên tiến của Ukraine do phương Tây cung cấp. Nga đang sử dụng nhiều biện pháp chống lại USV của Hải quân Ukraine, từ triển khai máy bay giám sát để phát hiện chúng, đến hệ thống tác chiến điện tử để cắt đứt liên lạc với người điều khiển. Thưa quý vị, ông Naza Volosin, người phát ngôn của đơn vị Khotisia cho biết, quân đội Ukraine đã rút khỏi khu vực Kanan thuộc thành phố Chasovya trong giao tranh ở tỉnh Donetsk. Theo ông Volosin, quyết định này được đưa ra vì các vị trí phòng thủ ở khu vực lân cận đã bị phá hủy và các chỉ huy quân sự Ukraine đã đồng ý rút lui đến các địa điểm được bảo vệ tốt hơn. Thông báo rút quân của Ukraine được đưa ra một ngày sau khi Nga cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát được một phần thị trấn chiến lược Chasovya. Sau khi chiếm được Adipka vào tháng 2 năm nay, quân đội Nga chuyển hướng tập trung tới Chasovya, một thành phố có khả năng mở đường cho các lực lượng Moscow tiến xa hơn ở tỉnh Donetsk. Trong một diễn biến nóng khác, hai người bị thương và một người mất tích trong vụ nổ nhà máy sản xuất vũ khí của General Dynamics tại Camden, Arkansas, Mỹ. Đây là nơi cung cấp đầu tiên tên lửa Javelin và Hellfire cùng đạn pháo cho Ukraine. Người phát ngôn General Dynamics, bà Begley Qualley cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ Mỹ. Ban đầu, bà Qualley nói rằng chỉ là một sự cố liên quan đến vật liệu dùng làm pháo sáng, nhưng sau đã thừa nhận đây là một vụ nổ. Bà Qualley không cung cấp chi tiết về mức độ nghiêm trọng của những người bị thương cũng như tổn thất của nhà máy. Tuy nhiên, thẩm phán hạt con ông Frontnot cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra tại nhà máy sản xuất vũ khí của General Dynamics ở Camden. Theo trang web của General Dynamics, nhà máy tại Camden có diện tích 81.750m2, chuyên sản xuất đầu đạn cho tên lửa Hydra, đầu đạn Hellfire và Javelin, đạn pháo 120mm và thuốc phóng cho đạn pháo 155mm. Chuyển sang tin tức liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả vụ không kích của quân đội Israel vào miền Nam Liban chiều mùng 3 tháng 7 khiến một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah thiệt mạng. Ngày mùng 4 tháng 7, nhóm vũ trang lớn nhất Liban mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội sang lãnh thổ Israel. Trong một thông báo ngày mùng 4 tháng 7, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã bắn 200 quả tên lửa cùng nhiều máy bay không người lái UAV mang thuốc nổ tấn công một số căn cứ quân sự ở khu vực phía bắc Israel. Hezbollah khẳng định cuộc tập kích nhằm đáp trả vụ không kích của Israel vào thị trấn Tiro chiều qua khiến một chỉ huy cấp cao của nhóm này thiệt mạng. Ít phút sau thông báo của Hezbollah, quân đội Israel xác nhận nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã bắn 160 quả tên lửa vào khu vực phía Bắc Israel. Ngoài ra, Hezbollah cũng triển khai ít nhất 15 máy bay không người lái xâm nhập qua biên giới phía Bắc Israel. Hệ thống phòng không Israel đã bắn hạ nhiều vũ khí của Hezbollah và cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào. Quân đội Israel đã mở nhiều cuộc không kích và pháo kích vào hàng loạt mục tiêu Hezbollah ở miền Nam Liban, phá hủy một số công trình, cấu trúc quân sự và bệ phóng tên lửa của nhóm vũ trang đối địch. Trước đó trong đêm qua, Hezbollah cũng đã bắn hơn 100 tên lửa về phía các khu vực Kiras Mona, Garire và cao nguyên Golan ở phía bắc Israel nhằm trả đũa vụ không kích của quân đội Israel. Mới đây, Bộ Tài chính Israel và Bộ Tài chính Palestine thông báo, lần đầu tiên kể từ tháng 4, Israel đã chuyển 435 triệu shekel, tương đương với 116 triệu đô la Mỹ, tiền thuế cho chính quyền Palestine. Israel thay mặt chính quyền Palestine PA thu thuế đối với hàng hóa đi qua nước này vào khu bờ Tây và chuyển doanh thu cho Palestine theo thỏa thuận giữa hai bên. Kể từ vụ tấn công do phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã giữ lại số tiền thuế dự định dành để chi phí cho các thủ tục hành chính ở giải Gaza. Ngoài ra, Israel cũng khấu trừ tiền thuế, dự kiến chi trả tiền điện, nước và chi phí để điều trị cho người Palestine tại các bệnh viện của Israel. Tuần trước, bộ trưởng Smotrich đã đồng ý chuyển giao tiền thuế cho Palestine sau khi đạt được những nhượng bộ từ nội các Israel về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức PA. Trong khi đó, trong cuộc họp mùng 3 tháng 7, PA cho biết các hoạt động của họ và trấn áp quốc tế đã dẫn đến việc Israel chuyển tiền thuế và họ sẽ nỗ lực thu hồi hơn 6 tỷ kê so tiền thuế đang bị giữ lại. Chuyển sang tin tức quốc tế đáng chú ý khác, tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng Ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi một trật tự thế giới công bằng hơn và bày tỏ quyết tâm bảo vệ các quyền hợp pháp và các giá trị truyền thống của họ. Cùng với đó, các trung tâm quyền lực và phát triển kinh tế mới đang nổi lên và ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, một trật tự thế giới đa cực đã chính thức xuất hiện. Hàng thông tấn tác ngày 4 tháng 7 dẫn lời phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Thương hải SCO ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Tổng thống Putin phát biểu rằng: Ngày nay, khi thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và không thể đảo ngược, vị thế chủ động của SCO trong các vấn đề quốc tế là rất cần thiết. Một thế giới đa cực đã trở thành hiện thực. Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng, cùng với BRICS, SCO là trụ cột của trật tự thế giới đang nổi lên. Hai tổ chức này đóng vai trò là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các quá trình phát triển toàn cầu và các nỗ lực đảm bảo đa cực thực sự." Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng, ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi một trật tự thế giới công bằng hơn và bày tỏ quyết tâm bảo vệ các quyền hợp pháp và các giá trị truyền thống của họ. Cùng với đó, các trung tâm quyền lực và phát triển kinh tế mới đang nổi lên và ngày càng mạnh mẽ hơn. Theo nhà lãnh đạo Nga, sáng kiến về sự thống nhất toàn cầu vì một thế giới công bằng và hòa hợp của SCO đánh dấu một bước tiến tới đa cực. Tổng thống Nga kết luận rằng, những biện pháp này nhằm đảm bảo các điều kiện bình đẳng để phát triển cho tất cả mọi người bất kể hệ thống chính trị và kinh tế, tôn giáo và văn hóa của các quốc gia. Trong một diễn biến khác, ngày 4 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Damamin cho biết, nước này sẽ triển khai khoảng 30.000 cảnh sát trên khắp đất nước vào cuối ngày 7 tháng 7 để đảm bảo an ninh, vào thời điểm công bố kết quả bầu cử Quốc hội Hạ viện vòng 2. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Frenai, ông Damamin cho biết, sẽ triển khai trong khoảng từ 5.000 đến 30.000 nhân viên cảnh sát ở thủ đô Paris và khu vực lân cận để đảm bảo lực lượng canh hữu cực đoan và cánh tả cực đoan không lợi dụng tình hình để gây hỗn loạn. Theo Bộ trưởng Dabamin, cho đến nay đã có 4 người bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công tối ngày 3 tháng 7 nhằm vào người phát ngôn của chính phủ, bà Priska Thevono cùng đồng nghiệp khi họ đang dán áp phích cho cuộc bầu cử vòng 2. Ngày 4 tháng 7, cảnh sát Ấn Độ thông báo, đã bắt giữ 6 người, 4 nam giới và 2 nữ giới, liên quan vụ dẫm đạp nghiêm trọng tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong ngày 2 tháng 7, khiến 121 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ dẫm đạp xảy ra tại một buổi lễ của các tín đồ Hindu ở thành phố Hathras, cách thủ đô New Delhi khoảng 200 km về phía đông nam. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập kỷ qua. Số lượng người tham dự đông gấp 3 lần cho phép được xem là nguyên nhân chính dẫn tới vụ dẫm đạp này. Theo báo cáo của cảnh sát, khoảng 250.000 người đã tụ tập tại sự kiện này, nhiều gấp 3 lần sức chứa mà cơ quan chức năng cho phép, chỉ ở mức 80.000 người. Sự cố xảy ra khi bài giảng đạo kết thúc và đám đông tín đồ tìm cách tiếp cận sân khấu để có thể chạm tay vào nhà truyền giáo nổi tiếng Surai Pansin, còn được gọi là Bohole Baba, khi ông bước xuống từ sân khấu. Có 6 đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, đều là phụ tá của nhà truyền giáo nổi tiếng Surai Pansin. Theo cảnh sát bang Uttar Pradesh, khi tình trạng dẫm đạp xảy ra, cả 6 người này đều bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhật Bản đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng khi ở nhiều nơi nhiệt được dự báo lên tới mức cao nguy hiểm 38 độ C, thậm chí có thể tăng cao hơn nữa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, do hệ thống áp suất cao mạnh lên chủ yếu ở phía Tây và Đông Nhật Bản, khiến các khu vực này đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng. Tính đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương, nhiệt độ tại thành phố Shingu tỉnh Wakayama là 36,9 độ C, thành phố Shinguoka là 36,6 độ C, thị trấn Nanbu, tỉnh Yamanashi 36,3 độ C, thành phố Shimanto, tỉnh Kochi và thành phố Saiki, tỉnh Oita 35,8 độ C. Nhiệt độ dự kiến sau đó sẽ tăng cao hơn nữa và ở mức nguy hiểm, trong đó cao nhất là tại thành phố Shinjuoka 38 độ C, thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama và thành phố Mebashi, thành phố Kosu, 37 độ C. Sự báo nắng nóng ở mức cực độ cũng xảy ra ở nhiều nơi, như Nagoya và Miyazaki, nhiệt độ lên tới 36 độ C. Trung tâm thủ đô Tokyo, Utsunomiya, Gifu và Oita, 35 độ C. Cơ quan khí tượng và môi trường Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ say nắng là cực cao ở các khu vực chính Okinawa và vùng Jejama ở tỉnh Okinawa, tỉnh Gakoshima và tỉnh Ota, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài hạn chế tập thể dục ở ngoài trời hoặc trong nhà mà không có điều hòa thực hiện biện pháp phòng ngừa kỹ lưỡng như bổ sung nước cho cơ thể đều đặn uống nhiều nước ngay cả khi không khát nhằm đảm bảo an toàn thưa quý vị các nguồn tin thân cận cho biết nội các Ukraine nguy cơ xáo trộn vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thất vọng với Thủ tướng Denis Shmyhan và có khả năng sẽ sa thải ông. Trong khi đó, Đại tướng Oleksandr Sidorsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được cho là cũng có xung đột với Tổng thống Zelensky và từ chối thực hiện cuộc phản công, mà theo ông là sẽ đẩy binh lính vào chỗ chết. Pravda dẫn nguồn tin thân cận giấu tên cho biết, Tổng thống đã chán ông Simigan. Điều đó thể hiện rõ qua thái độ của ông ấy trong các cuộc họp. Tổng thống cũng không còn thực sự lắng nghe ông Simihan. Theo nguồn tin này, ông Zelensky liên tục muốn có những giải pháp và đề xuất sáng tạo. Trong khi đó, thủ tướng Denis Shmyhan dù đã dày dạn kinh nghiệm hơn trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu. Một nguồn tin cấp cao khác của Pravda tiết lộ đây là nỗ lực thứ hai nhằm sa thải ông Shmyhan trong hai tháng qua. Ông Shmyhan có thể được thay thế bởi phó thủ tướng thứ nhất, kiêm bộ trưởng kinh tế Julia Serividenko. Oleksiy Chernyshov, cựu lãnh đạo Bộ Phát triển khu vực và cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị của Naftogaz, công ty dầu khí quốc gia lớn nhất Ukraine, cũng là ứng viên đầy triển vọng. Tuy nhiên, còn những nghi ngờ về khả năng ứng cử của ông, đặc biệt là sau cuộc điều tra của Văn phòng Tổng công tố về mối liên hệ của ông Chernyshov với Giám đốc Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine Semen Krivonos. Trong một vụ việc, Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine đã không tiến hành khám xét ông Chernyshov. Nghi vấn nội tình Ukraine xáo trộn trở nên rõ ràng hơn khi trang tin RMX đưa tin, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cũng giống như người tiền nhiệm Valery Zaluzhny đã công khai xung đột với văn phòng Tổng thống Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn về việc ông Zelensky cân nhắc sa thải Tổng tư lệnh Syrsky vì từ chối thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc tiến hành một cuộc phản công trên bộ. Lý do là tướng Sirisky cho rằng cuộc phản công này là vô ích. Việc thiếu sự hỗ trợ trên không sẽ biến cuộc phản công thành thảm họa, đẩy binh lính vào chỗ chết. Trang tin tức EA Daily cũng đưa tin, Tổng tư lệnh Ukraine đã được lệnh phát động một cuộc tấn công lớn nhưng đã từ chối, nói rằng nếu không có đủ trang thiết bị và sự yểm trợ trên không thích hợp, một cuộc tấn công như vậy sẽ thất bại. Một nguồn tin tiết lộ tướng Sirisky tham mưu với Tổng thống Zelensky rằng binh lính của ông sẽ bị giết trong một cuộc tấn công vô ích và không được chuẩn bị kênh telegram legitimate của ukraine đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ kiev cho biết tướng sirusky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông zelensky và tránh văn phòng tổng thống jemak người có quyền lực vượt qua tất cả các quan chức dân cử của ukraine chỉ dưới quyền tổng thống thái độ bất tuân của tướng sirusky được cho là đã khiến ông zelensky và tránh văn phòng tổng thống jemak đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm người thay thế tổng tư lệnh ukraine Đầu năm nay, ông Zelensky bổ nhiệm tướng Oleksandr Syrsky làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thay thế cho ông Valery Zaluzhnyi. Tướng Syrsky được ghi nhận đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực xung quanh Kiev vào tháng 3 năm 2022. Tướng Syrsky cũng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kharkov vào mùa thu năm 2022, từ đó giải phóng Izium và Kupyansk và các thành phố khác rơi vào tay Nga vào đầu chiến sự. Tướng Syrsky từng thường xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky trong các chuyến thăm tới các thị trấn mới được giải phóng. Tuy nhiên, theo Financial Times, tướng Syrsky cũng là người chỉ huy lục quân Ukraine trong trận chiến kéo dài 10 tháng tại Bakhmut vào năm 2022-2023 ông được cho là đã đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.